Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn hãy cùng vào bếp với Hoàng Mai để chúng mình cùng nấu món dân dã, đó là món trứng rán với nấm kim châm các bạn nhé. Để nấu được món này thì nguyên liệu của chúng ta cần hành, nấm kim châm, trứng, dưa chuột, chả lụa và ớt Đà Lạt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi sơ chế các nguyên liệu này các bạn nhé. Ớt Đà Lạt chúng mình sẽ thái hạt lựu. Mình sẽ thái sợi trước, sau đó thì mình sẽ thái hạt lựu sau. Hành. Và bây giờ là nấm kim châm. Bây giờ mình sẽ tỉa nấm ra để mình rán các bạn nhé. Mình trộn lẫn với trứng. Và đây là các nguyên liệu mình đã sơ chế xong. Đó. Đã xếp xong đĩa nhé. Tí nữa mình sẽ xếp trứng và nấm kim châm vào đây các bạn nhé. Và bây giờ mình vào để cùng chiên và rán trứng các bạn nhé. Và sau đây là mình sẽ cho nấm này. Mình sẽ đánh đều nha. Sau đó mình sẽ cho hành. Ớt Đà Lạt. Một ít muối. Một ít hạt nêm.
một ít mì chính. Bây giờ mình sẽ đánh đều các bạn nhé. Đảo đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình đi rán nấm kim châm nhé. Cho nấm vào chảo thì chúng mình xếp thành hình tròn để cho nó đẹp các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào. Bạn nhé. Mình sẽ xếp những miếng chả lụa vào. Mình sẽ cho hỗn hợp trứng. Đó, mình sẽ làm cho nó tròn, cho nó đẹp các bạn nhé. Sau đó mình lại xếp một lượt chả lụa lên trên. Mình sẽ lọt mặt dưới lên trên và mặt trên xuống dưới các bạn nhé. Để cho mặt trên là chín nhé. Các bạn ơi, món trứng rán nấm kim châm và rau củ quả của mình đã chín rồi đấy. Các bạn khi rán đến lúc này thì các bạn hãy cho nhỏ lửa các bạn nhé. Và thỉnh thoảng các bạn lại lắc lắc cái chảo để cho nó chạy cái trứng ở trong để nó không bị xém cháy các bạn nhé. Các bạn ơi, món trứng rán nấm kim châm và rau củ quả của Hoàng Mai đã thành công. Các bạn hãy cùng thưởng thức với mình nhé. Món trứng rán nấm kim châm này mà ăn với cơm thì rất là ngon đấy các bạn ạ. Các bạn hãy làm các món ăn thật ngon để cho gia đình của mình thưởng thức nhé. Và có lẽ video của Hoàng Mai sẽ xin kết thúc tại đây. Và các bạn hãy đăng ký ủng hộ Hoàng Mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.